Hôm nay mình đang thì ở khu dòng cà chua của xã Hồng Thái Đông đây. Vâng, bây giờ thì cà chua cũng rất là tốt nhưng mà không bán được. Mùa dịch Covid này thì là người dân tìm cách để cắt cây các bạn ạ. Đấy, cắt cây như này mang về nhà để treo lên này, chín đến đâu bán đến đấy, hoặc là làm chế biến sau. Và một là bán, hai nữa là để ăn dần các bạn ạ. Nhưng mà cả một xe công đông như thế này thì chắc là ăn không hết được. Thế hôm nay Ngân Đen làm cái video này để cho mọi người chúng ta cùng xem lại cái cảnh của người nông dân ở Đông Triều các bạn nhé. Ở đây thì là đất thị xã, dân cũng rất là đông, thế nhưng mà bán thì tương đối là khó vì bây giờ là dịch bệnh không chuyển đi đâu được. Ở đâu thì bán đấy, nhưng mà những cái vườn cà chua như thế này thì không thể nào ăn hết được. Đây, hôm nay gia đình bác đây là cắt cà chua đi để trồng lúa đây các bạn ạ. Bệnh ấy chuẩn bị hết đi để cho nông dân ở đây vừa có thể đi chợ búa được, và những cái vườn cà chua rộng lớn như thế này là có thể bán được hết các bạn ạ. Chỉ có 10.000 3 cân thì có khoảng 3.300 đồng một cân thôi. Cái ruộng nhà bác đây là được khoảng một sào không bác? Chắc không được sào đúng không? Không được sào. Vâng. Thế là bác thuê cày tất cả cái khu này hết bao tiền rồi? Lấy mất 200 nghìn thôi. Mất 200 nghìn rồi? 200 nghìn tiền công cày. Phân do với phân này... Phân do lại làm dèo nữa phải không? Ừ. Tất cả là bác thu được khoảng bao tiền một sào này? Thì là bỏ thì không chưa thu được mấy. Này là vâng. Mình nó dịch bệnh rồi nó ấy là không thu mấy. Bỏ, cắt đi, vâng. Phá đi để cây lúa. Đấy, như cái ôm của chị ôm kia phải đến 20 cân cà chua đúng không? Đúng rồi, 20 cân rưỡi. Thế mà nó to lên, nó to như kia nhưng mà. À, đấy không? Thế mà vứt đi các bạn ạ. Đấy. À. Đây, phải đấy. Phải. Vứt đi hết. Bỏ hết. Coi như làm không có thu không đủ tiền thuê. Thế như cái cây que này nhà bác có phải mua không? À, đây là lạ. Cây này thì thật ra thì toàn là tận dụng thôi, như nhà bác đang tận dụng thì đi vào lồi lấy à. Đi đây là có rừng à bác? Ừ, và trong rừng kia thì những cây nứa thôi. Vâng. Kia này nhà mình. Nếu mà đầu tư cái dèo này cũng ối tiền đấy nhá nhỉ. Đây mà phải mua là ối tiền. Nhưng mà đây là không đi được mà mua cây kia là cứ người ta đi xem nào. 100 nghìn một bó à? Vâng. Đẹp bác ạ. Hôm nay em đi qua đây thì thấy cái vườn cà chua nó đỏ đẹp. Thế cũng xuống thì cũng rất may là gặp gia đình nhà bác, hai vợ chồng bác đi đang thu hoạch thì xuống giao lưu với các bác một chút. Vâng. Covid cho nên là nó khốn khổ người. Vâng. Như mọi năm thì cứ mỗi ngày này, mỗi ngày là bán hai tạ, hơn hai tạ một ngày. Vâng. Thế nhưng năm nay thì thôi rồi, coi như một hai ngày cái là vớt đi một tạ cây nhà này. Đấy. Em nhìn thấy nó đỏ như thế này em bảo là thôi. Xuống xem là không bán được hay là nông dân người ta không và chưa bán, nhưng mà thực tế ra là không có người mua, không người mua. Chỉ cần người ta giả 2.000 3.000 có người mua, nhưng mà không có người mua. Và hôm qua nên chợ đó treo mấy cái bà bỏ không, nó có du hào bỏ chứ có bán du hào không. Ở nhà đấy ăn chất đống ở nhà không. Bây giờ bác bảo ở đâu ở đấy thì gì đâu, ngay như bọn em đi làm này đi người không, nhưng đôi khi là có khi chỗ nào mà đi được thì bọn em mới dám đi, chứ bình thường là đi là không đi được, mình lại phải quay lại. Và là đơn giản nhất, còn nói gì là an toàn cho mình. Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ thì những quả cà chua bắt đầu thối các bạn ạ. Vâng, mùa dịch bệnh là vậy. Đây, như chùm này thối hết đây các bạn này. Đấy. Và ở đây thì có
khoảng 4-5 hộ gia đình dòng cái cà chua này các bạn ạ. Nhưng bây giờ đang thì top hết rồi, bây giờ bán 10.000 3 cân nhưng cũng không có người mua. Vòng hỏng hết. Đây hôm nay mình quay lại cho mọi người chúng ta cùng xem nhá. Vâng, vườn cà chua bây giờ đang thối, đây là xã Hồng Thái Đông. Vâng, và dưới cái rãnh đường đi thì cà chua cũng rơi chín, rơi nát hết, thối hết các bạn ạ. Đấy. Cà chua rất là sai, rất là đẹp. Đây là cà chua sạch. Những người nông dân thì nói là họ trồng cho đến bắt đầu quả vào già cái là họ không tưới tắm gì nữa các bạn ạ. Không phun thuốc nữa. Và đây mới là chính là cà chua sạch. Đây là ruộng cà chua ở Hồng Thái Đông, Đông Triều, Đông Triều Quảng Ninh các bạn ạ. Rất là tiếc. Đấy các bạn xem, toàn quả thôi. Quả chín rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ đang thì bắt đầu thối các bạn ạ. Đây những quả như thế này thì bây giờ đang thì thối nát rồi, chắc là chắc chắn là không bán được nữa rồi. Và dịch bệnh rất là nguy hiểm đến đời sống của người dân chúng ta. Bây giờ cà chua bắt đầu thối. Và luống nào cũng vậy các bạn ạ.